xin chào các bác nhé. Hôm nay Tiến Thọ đang có mặt tại gặp cầu Phú Thịnh, tại nhà của một doanh nhân tiêu biểu liên tục 10 năm, đó là ông Đỗ Văn Ngưỡng của xã Phú Thịnh. Hôm nay ông có triệu tập một cái hội nghị đặc biệt quan trọng với tất cả các doanh nhân thành đạt trong cái tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và trên toàn quốc nói riêng, để chuẩn bị cho đại hội họp mặt toàn quốc họp đội Việt Nam lần thứ 24 tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Phú Yên. Hôm nay Thọ ở đây, Thọ sẽ có cái trách nhiệm để ghi lại tất cả những hình ảnh của cuộc họp tọa đàm để chuẩn bị cho đại hội các bác nhé. Đây, đối với trong cái sự kiện tổ chức cái việc gặp mặt lần thứ 24 này, có một cái động lực rất lớn của chỗ bác Thọ đối với hội đồng bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, cho nên là bác nhiệt liệt ủng hộ. Sau khi được biết là chỗ anh Tiến nhất cái đăng cai cái hội nghị gặp mặt toàn quốc này, anh ủng hộ hoàn toàn. Đây là một động lực rất là lớn, cũng thay mặt cho hội đồng bầu cử của Vĩnh Phúc xin chân thành cảm ơn bác, mong bác cũng đồng hành với hội đồng họ Đỗ tỉnh Vĩnh Phúc suốt quá trình lấy lúc thành công của hội nghị. Thế thì báo cáo với các bà trong cái hội nghị hôm nay thì đúng là cũng rất là vinh dự là được đón anh Tân, một trong những chủ doanh nghiệp hiện nay là giám đốc của công ty thủy điện gốc người Nam Định, người cũng đã có những kinh nghiệm trong công tác tổ chức các sự kiện của tổng họ cũng như là của các tổ chức xã hội khác. Tôi cũng xin mời anh có đôi lời chia sẻ với mình. Kính thưa ban chấp hành là họ Đỗ Đậu và tỉnh Vĩnh Phúc, kính thưa đại diện cho các doanh nghiệp tổng họ Đỗ Đậu tỉnh Vĩnh Phúc, tôi rất là vinh dự hôm nay tham dự cái buổi hôm nay. Hôm xưa thì họ Hà Đông ấy thì cụ kiện cũng có đưa ra là tham gia vào cái ban gọi là vận động của cái chuẩn bị cho cái công tác tổ chức của Vĩnh Phúc, thì tôi cũng khẳng định luôn với các cụ là tham gia ban thường của tôi chỉ có tham gia tham quan trọng ngoài cổ vũ cho doanh nhân đấy, thành viên thôi. Thì qua kinh nghiệm cũng như là cái việc thực của đảng ấy, thì tôi thấy như này, tỉnh Vĩnh Phúc thì là cũng là một cái việc đó rất là đột xuất. Ta chỉ còn có 25 ngày nữa là đến đại hội rồi, không còn thời gian nữa. Và trong khi đó thì tiền bây giờ thì tôi cũng chưa nắm được là bên Vĩnh Phúc đã chuẩn bị được bao nhiêu, tất cả quyên góp hay là bằng mọi hình thức thì chưa được bao nhiêu. Và cũng chưa biết rằng là cái tổ chức cái hội nghị là nó không thể hết được bao nhiêu. Thì chúng ta hôm nay là chỉ là làm về tiền. Thế vì danh dự của các doanh nghiệp của Vĩnh Phúc thì hôm nay tôi thấy là ở đây thì cũng chưa đầy đủ đâu. Thế chỗ anh Ngưỡng chắc là cũng chưa mời đầy đủ. Thế cũng báo cáo với bác đạo về ban tổ chức là như thế. Thì ban chỉ đạo thì tôi cũng nói thật với chia sẻ với lại bên bên hội đồng doanh nghiệp của Vĩnh Phúc là cũng không hy vọng gì đâu. 50 triệu thì có khi còn phải đợi đến sang năm có về thì mới đăng tài khoản của bên Vĩnh Phúc ấy. Cho nên là các đồng chí là có thể là ta cứ tạm gác cái đấy lại. Mà chúng ta cần phải được thôi. Chúng ta vì cái danh dự, vì là màu da áo, vì là dòng họ, vì là sự phát triển cũng như là cái danh dự của doanh nghiệp của Vĩnh Phúc thì song hành với lại hội đồng họ Đỗ Đậu Vĩnh Phúc để tổ chức cái hội nghị dứt khoát phải là thành công. Mà không thành công thì chắc chắn là anh em ta ngồi đây thì nó cũng nói trong kiểu xã hội thì nó không ổn lắm. Thế thì tôi cũng hy vọng là bên các doanh nghiệp thì đồng hành. Hội doanh nghiệp hôm nay chỉ có hội doanh nghiệp của huyện Vĩnh Tường thôi. Chứ còn chính nghĩa là hội đồng Vĩnh Phúc phải đưa cái hội doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc vào để chia sẻ cùng cái huyện. Thì chúng ta một doanh nghiệp thì một tỉnh thì không thể nói là không tổ chức được một cái hội nghị giao ban ra 3 tỷ được. Đấy rất đơn giản, một cái điều là cách của chúng ta là chưa vận động được. Đấy, cũng có thể nói xin phép các anh các chị là ta chưa vận động đến nơi chỗ, vì rất người ta có tâm huyết, rất người ta cũng đồng lòng
thì nói cái chuyện là 25 ngày nữa thì đại hội thì không thể nói là bao nhiêu, bây giờ tạm tính là theo định là một tỷ tư thì Vĩnh Phúc có thể là 1 tỷ cũng có thể làm được, không có vấn đề gì cả. Bất một số các cái chương trình thì cũng quy vấn đề gì mà xảy ra, thì 1 tỷ này thì tôi nghĩ là ngồi đây hai cái người mỗi người bỏ ra 50 triệu thì không biết là ta gọi là ủng hộ hay là ta cho vay, thì mỗi người ở đây ta ghi tên luôn mỗi người 50 triệu thì nghĩ là ta không phải bỏ nữa, ta làm bên bạn hàng, ta có thể rút quân được chuyển toàn bộ cái 1 tỷ đi cho bên Bắc Đại và Bắc Tây khác tổ chức. Đấy, về vấn đề là ban tổ chức với các tiểu ban này tôi không đề cập đến về cách mà huy động doanh nghiệp thì gọi là đứng vào cái hàng ngũ để đồng hành với lại ban tổ chức, thì doanh nghiệp của họ Đỗ ở Vĩnh Phúc thì ta cũng nên là xem xét lại. Hôm xưa tôi ngồi để trao đổi với lại anh Hướng với lại anh Tiến thì tôi có trao đổi mấy vấn đề. Thứ nhất là bên Vĩnh Phúc tổ chức thì có các đơn vị bạn, thứ nhất là sứ đoài là chỗ anh ấy đang ở đây, anh Thông đang ở đây, thì có thể anh Thông có thể ủng hộ cho bên Vĩnh Phúc một vài trăm triệu để nó đỡ gánh cho phần Vĩnh Phúc đi, thì đó là một cái mà ta cần phải vận động trực tiếp. Chứ còn như vừa rồi là cái với lại cái chỗ hội doanh nhân của Hà Nội thì cũng đứng ra để rút vài trăm triệu. Hôm xưa ở Vĩnh Phúc ở Nam Định thì bên hội doanh nghiệp Hà Nội thì cũng có đã ủng hộ là 158 triệu, đầu tiên hứa là 108 nhưng mà cũng không thời gian nó gấp cho nên là cũng không kịp, cho nên là cũng quyên góp được anh em ủng hộ là 108 triệu. Thì nó khó khăn theo cái việc này và theo cái việc cái khó của Vĩnh Phúc là ta gấp quá, không có thời gian để ta vận động nữa. Thế bây giờ chỉ định đề nghị là anh mình trên ban tổ chức với lại bên hội đồng họ Đỗ Đậu của Việt Nam ấy, ở Đỗ Đậu Vĩnh Phúc với lại hội doanh nghiệp Vĩnh Phúc thì ta có thể làm văn bằng trực tiếp với các đơn để đề nghị. Bây giờ bên chúng tôi là mới từ gốc quá, đề nghị bên anh Thông ở bên hội đồng Đỗ Đậu của sứ đoàn, anh cúc tôi chẳng tôi còn thiếu chẳng, đề nghị anh Tuấn ở anh Khiêm ở hội đồng doanh nghiệp ở Hà Nội anh giúp tôi 200, thì tôi nghĩ là cái việc nó đơn giản, người ta tất cả mọi người đều tấm lòng hết, tất cả anh em đang ngồi đến đây ngồi ấy, thì đều là có tâm hết chứ không ai là không có tâm cả. Thứ hai là ta đồng hành, ta làm kinh tế để làm cái gì làm nghĩa để gọi là phú quý sinh linh, nghĩa là những người nào mà làm ra có kinh tế rồi thì cũng phải có cái tấm lòng. Ta đi từ thiện ở đâu rồi cũng xây chùa xây chiền đâu, nhưng mà đến lúc mà dòng họ ta tổ chức một cái hội nghị này mà chúng ta mà không làm thì nó lăn tăn lắm, nhưng tôi nghĩ là không được. Thế thì chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi thôi, thì đây là cách làm kinh nghiệm của tôi. Thì tôi với năm 2018 tôi mới đến cái mộ của bà Đỗ Quý Thị, thì tôi thấy là nó đẹp nhau quá. Ngay sau nghỉ ra bên này trong nằm cái nhà bếp thì ta cũng ra gì, tôi tìm mãi gặp được phụ kiện. Thật sự với các đồng chí này mình tìm mãi gặp phụ kiện, khi gặp được phụ kiện để đặt vấn đề là các cụ xem có xử lý được cái đấy không, thì có thể cháu tính ra chúng mua. Thế thì tìm mãi đồng chí hỏi phụ kiện cũng bảo cái này chúng ta ba đấy, ba hội đồng đấy, một năm sau thì bắt đầu là các cụ mới gọi tôi đến họp, thì tôi cũng bảo là thế này chưa có giấy tờ chưa mua được. Đấy, một số người thì làm thế là 60% ngàn nó 40% đồng tiền. Tôi đã tự ý thì tôi quyết tâm là các cụ là tôi làm thế nào đấy pháp luật rồi các cụ không lo. Thì sau khi là tôi bỏ ra thì tôi đến đầu tiên thì bảo có 2,8, thế khi đụng đến phát hiện đòi 3,5, đến đụng một lần nữa thì nó lại 4,2. Thế tôi bảo thế này không biết thế nào mua, thì mình chiều ngay cụ điện đến nhà. Đấy, sau khi họp ở Hà Đông thì tôi nói thẳng là cái việc này để rõ các, nhưng mà các cụ ở trong cái hội đồng các cụ phải có cái giao việc rõ ràng. Thế thì cháu ủng hộ bao nhiêu thì tìm cũng bao nhiêu, cháu bắt được bao nhiêu còn bao nhiêu nữa thì cháu cho họ vay, thì cái này cái của chung cũng phải của riêng, cái của riêng thì cháu sẵn sàng cháu bỏ ra cháu mua hết luôn. Thì cái đấy là việc của nhà cháu, cho nên là hộ chung của cái dòng họ, cho nên là mình không thể một ai đến tự ý làm được, thế nên phải có quyết nghị của hội đồng. Thì các cụ đã ra được cái
cái quyết nghị là giao cho tôi. Bốn tháng rồi hôm nay lại ngồi hai bác thì em bốn tháng bất cứ thì anh gặp nhau nhiều lần rồi. Đây là công nguyên là bí thư ạ. Nhưng mà một xã cách đây bằng áo xe sang đây một anh dài là trách nhiệm của bên sứ quán tiền nhiệm nghỉ ba năm rồi là mới chúc mừng anh em nào cùng ngồi đi tôi. 1, 2, 3 bác Thảo ơi, bác cô to quá, hỏi bác ăn rồi, hỏi con bác chén rồi, rượu phải hô to quá. Tùy đâu thì nó đang
Hôm nay là em đã tả lỗi hai anh rồi vì cái tội không nghe máy.
cậu không mềm mà ấy. Đấy. 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 Không bây giờ mà là một cái chương trình để cắt băng cái này thì cũng thì tôi mà đã để mà cho cái nhá tái một cái chuyện khó nhiều lớn tạo rồi nghe hôm em vào trong để chung em cắt thịt lên xuống Nam á, hôm nay là bệnh chơi miếng dài quá, ta nên ta để nạp đấy ở phòng ngủ á, nên nếu lên ngủ lên mở ra mới thấy. Em điện cho bác nhưng mà không nghĩ gì, nhưng mà lấy điện cho bác không rồi. Rồi nó cũng công như việc nhưng mà bác nhận được thì chưa làm. Chúng ta này bác cháu đưa về nhà. Em sẽ hứa là sẽ từng ngày đến đây chắc chắn là phải có mặt trong những cái buổi tiệc. Có thắng à? Ở nhà tôi đấy, cái đường nhà trường đi xuống sóng lại không? Bây giờ mình lại đi sang này bên cái trường trường đấy. Hả? Cổng trường quay ngủ thì ông ấy em là với ông thầy làng bình lý ông ơi hai ông chắn nhỉ uống ai uống em ạ hay là uống hai anh em này uống bia là thôi được một một thì uống bia cái đành cái đành uống mít điện đảnh chứ có một em này nói cho đúng là 4 tháng rồi từ ngày đại hội họ đỗ hội với trường hôm nay mới lại gặp bác em rồi và cũng tại địa điểm nhà bác nguyễn rồi riêng nhìn cầm mở cháu ở trên đây à mình sáng ngày đi qua phòng bác Đỗ Tô Thắng này nên là không thực sự là cái này khác thì em đi qua thì nó khóa rồi này chắc là đi rồi em đi qua lại phải đi vào cái ruột co lại là nó yên tâm hơn. Người ta thấy nó chạy ở chỗ bầu xa nó rẽ xuôi có một cái đường nói giữa đó. Vâng, nó chung được cái đường chân đại quang ấy cái đường ở phía bên trường nó các bác em không lạ cái đường nào đường lò núi mở nhà em đi hết rồi đường nhà em không có đường nhà em mà uống rượu đi đường ý người ta nói như đấy tôi nghe chạy được cái đó tôi lấy vợ ngay bên cạnh quá rồi lấy vợ xuống nào sông Lô thạch á em ở mãi dưới này mà em ở ngay ngã ba bên trường thế nào này uống rượu trên đây về uống trong người đâu nhưng mà vẫn là bình thường cũng biết kiểu đi rồi là đấy mình em uống rượu để biết đường đi có cái bao giờ nào nó mặc trái không phải vô nó phải không vô ngồi còn vô sao không gì cả các bạn uống lại chú không biết đâu chị thôi đấy năm nào cũng làm bài anh chàng bên bên trong không làm đấy chưa làm được Nhà thờ tới đây phải ăn. Nhưng mà các ông này rất rồi. Sau mà đến được kỷ luật luôn. À không, mà chị đấy. Nhưng mà chính nói á, nói muốn lắm, mình muốn dâu đến để làm công tác văn nghệ. Nhưng mà hôm đấy lại, bởi vì năm cưới quá. Bà chị ơi, chị nói không. Không mỗi người. Nên là nói với Tuấn câu hôm đấy ủy quyền cho vợ đi làm nhỉ? Bà phải vào làm. Ông Việt ốm rồi đó. Bà phải vào làm ký em. Sau mà hai ông ủy quyền rồi. Hai chủ. Dưới đây đi lên ủy quyền. Cũng được ủy quyền. Dưới lên xuất. Rồi, chuyển ra hội đạo. Chuyển ra hội đạo. Không, như mình nói đúng mà nói có anh Nam này.
vợ tôi lại được cái là nó không chắc. Văn hóa văn luyện nó là quá cao. Nếu mình muốn vào để khuấy động cái văn hóa văn luyện. Nói thăm lại là mình làm cái gì có mục đích chứ. Em đi dạy luôn. Thế nhưng mà chính là không hiểu. Bên ban tổ chức thì không hiểu ý. Nói em đi xuống thì không hiểu ý. Ở làm các ban tổ chức thì không hiểu ý cái việc này. Mang đi. Bằng Ngương ơi, Bằng Ngương chưa tham gia mới. Không làm ấy. Mày không đỗ thì Kim Nhung em biết rồi. Đâu họ đỗ, cao đỗ, cao đỗ. Đây là dâu xịn này. Ngửa tay lên, dâu xịn thì ngửa tay lên đi. Mới sản phẩm mới. Còn dâu phẩy là... Em nhưng mà em cứ để đấy, em cứ để cái tay chị. Ba, dô. Đóng góp bao quá là người dân này. Đóng góp đâu họ thôi. Đối với cái chú đấy, chú đấy, cái này chú lại là hả? Chú vẫn ăn gì Hey!